Một rồi, team. Không không. Ừ. Ok, có một team. Lên lên lầu lấy lưỡi lam. Lấy lam liếm liếm lưỡi. Lên lấy lỗ lưỡi liềm. Lấy gì lắm? Lên liếm. Lên lên lầu lấy lại. Cái gì la ghê vậy Linh? Nó bắn em gần xe rồi. Là như là bị chọc lấy ấy. Như chọc tiết á. Cái cậu đừng bắn. Nó lâu rồi, nó lâu rồi. Nó dưới anh. Nó lên lưới. Nè nha, mọi người ngưng ngay cái hành động đó lại nha. Không thôi, ê! Đâu, ấy đi. Đây nè. Đây. Ui cảm ơn Bèo nha. Ui Bèo, cảm ơn Bèo. Ui, cảm ơn Bèo nha. Wow. Tận dụng cơ hội các bạn ạ. Chuẩn bị lộ máu dê rồi đấy. Cái gì? Anh có làm gì đâu. Anh có làm gì đâu Bèo, đúng không Bèo? Thôi nè. Bèo có biết gì đâu. Bèo vừa làm gì em cứ nói đi. Em đừng che giấu những hành động như thế. Phải không? Làm gì biết được. Ông có chứng cứu rồi ép có làm gì em không? Em khảo đi. Người ta đau bụng, người ta ngồi một chỗ như thế mà còn làm gì? Biết đâu được, lại người cứ giúp nhúc thì sao? Eo. Cái gì đó? Hành động gì đó? Hành động dung giúp. Mình có làm gì đâu, mình có làm gì đâu mà. Sao mọi người nói mình này nọ vợ, mình có làm gì đâu. Bèo, đứng im, kiểm tra quần áo. Sai rồi, hình như em mặc váy đúng không? Nghỉ lắm. À không mặc quần. Quần quá. Thế thì sao đấy nhỉ? Sao Bèo lại ép nhìn cái gì nhỉ? Cái gì nhìn gì đâu? Nhìn gì đâu anh? Anh đang liên tưởng cái gì em đi? Anh liên tưởng kiểu lúc ấy mình đang cúi thấp xuống ấy, xong mình bò ấy, xong rồi có một người con gái từ xa lao tới ngồi chồm hổm xong rồi cứu ấy thì... Gì? Bèo đứng cứu mà anh. Làm sao vậy? Anh bị sao vậy? Anh bị gì á? Anh suy nghĩ. Anh lại cứ suy bụng ra bụng người, anh xin lỗi. Anh suy nghĩ toàn là cái gì bậy bạ không á? Mọi người đều giống anh, hóa ra không phải. Thôi đi. Nha. Sao bé này? Cho bé mày bé với ai cả đánh một trận bây giờ. Em bé hơn anh còn gì? À cũng đúng rồi, là bé hơn mình thật. Xin lỗi em nhá, xin lỗi Linh. Ui anh. Ui anh bị ơi. Em nhất luôn đi. Em cảm ơn anh nhiều. Ừ, không có gì em ơi. Mà hai người này cho ra đảo ở được á. Chơi với nhau được. Ở với khỉ được á các bạn. Không ở đâu anh ơi. Đi. Khỉ nó không ở được với cả anh Bi đâu. Không. Bây giờ anh vẫn phỏng vấn Bèo một số câu chuyện được không Bèo? Em có đồng ý không? Thế lý do vì sao mà em lại đổi tên thành Gao Bèo vào quân đoàn anh vậy? Tại vì khiến cho em vào đây. Tại vì em nghĩ là Gao Bèo khi mà đổi tên thành Gao Bèo thì sẽ tiếp xúc được với em nhiều hơn. Thôi à? Hả? Vâng luôn kìa. Nào nào này. Thì anh Tú đang hỏi mà sao em lại trả lời như vậy? Thế là anh Tú em qua đúng không? Thế em với anh Tú là sao lại em lại nghe anh Tú như thế? Thì miễn sao là Bèo biết vô quân đoàn là có thể tiếp xúc với em được nhiều hơn thì được rồi, cần gì được biết anh Tú hay là anh Tò này, anh Tò kia. Thế giờ đúng không Bi? Lốc 2 rồi, đúng rồi. Thế có nghĩa là mục đích của em vào đây là để biết là AFK với cả Gao thân nhau nên là em gọi là muốn gọi là cặp được AS em vào đúng không? Đúng. Đúng rồi. Sao hả anh Bi? Sao có vấn đề gì không anh Bi? Rõ ràng là đúng, không sao cả. Anh chỉ hỏi. Đâu, thắc mắc cái gì anh Bi? Anh tìm hiểu quân đoàn là anh thôi mà. Anh xem là tại lý do vì sao mà lại vào hiểu không? Mục đích gì, động lực gì? Đấy. Động lực là muốn gần chú Thỏ hơn, được không? Sao là thế? Gần chú Thỏ nè, dễ thương nè. Cẩn thận chú Thỏ chú ấy lại gặp cò nhá. Ừ, chú ấy ăn cò nè. Bà ngỡ chú ấy ăn Bèo này kìa. Nhìn Bèo này. Ơi. Nhìn Bèo này kìa, hết rồi. Ơi. Ép đi mất rồi, ép không quan tâm Bèo gì cả.
bảo vệ Bell trước. Đi vào đây đi Bell. Đi được. Em ơi, Bell bị ấy rồi, Bell bị gãy xương sống rồi. Đâu? Em tới em coi. Đây này. Em ơi, Bell bị gãy xương sống rồi. Bell ơi. Đây này. Bị địch cứ bắn nó vung vào lưng ngồi lại. Đâu? Đây. Bell ơi. Tại sao? Đứng im. Bắn nó vung cả lưng. Đâu? Đây này, bắn không thẳng lên được này, trông như dấu hỏi chấm rồi đây này. Ừ, người cong như con tôm vậy. Ở đâu giờ? Đó là khi không đây, có anh người ta đây. Không thẳng lên. Trời ơi, Bell ơi. Sao thế? Sao cong như con tôm vậy? Còn như là nhìn nhìn là nhìn lúc mọi người nhá. Anh bấm nút nhảy xong anh bấm nút chạy xong bật ngắm. Bật chạy. À. Bật ngắm à? Nhảy chạy ngắm. Đâu được đâu, đây chạy ngắm. Ok anh biết rồi. Ok có kìa. Có kìa. Rồi rồi đứng im được rồi. Đừng có nhảy nữa. Cúi xuống nhắm xuống dưới. Chưa được, chưa được. À, mấy người này lừa tôi vô thùng xăng nè. Nhảy chạy ngắm. Đó rồi được rồi. Rồi làm sao đi, chạy tới đây làm nè, chạy tới đây làm. Kệ nó, đâm vào kệ đi. À, được rồi. Rồi nhảy đi. Coi kìa dễ thương chưa kìa. Bell ơi qua phải, đúng rồi. Bell ơi qua trái. Chết rồi. Qua được chưa nhỉ, qua được không nhỉ? À qua được rồi. Cái này lia tâm được mà. Cái này hình như là máy tính không lia tâm được hả anh? Lia được mà, anh vẫn lia bình thường này, vẫn đi trái đi phải được. Ủa, lia chuột thôi mà. Em vẫn lia trái đi phải được này này. Ừ. Coi kìa ba người kìa. Mình tìm đồ ấy. Lui lại em, Lia lui lại coi Linh. Lui lại. Ừ, đó, quẹo trái. Đúng rồi, quẹo trái, đúng rồi. Ok. Ba người giống rồi ba đứa khùng á. Không làm nữa. MP không có ngắm sao mà làm được nhỉ? Ừ, MP á anh. Đúng rồi, MP đâu có ngắm sao làm được. Thế thì phải mấy cái nào mà có ống ngắm ấy thì làm được. Đúng rồi, phải là súng trường. Nè, anh coi em nè. Đâu. Em nằm được ở đâu nữa? Ủa, nằm bình thường hả? Ừ. Coi nè. Nè nha. Ừ. Coi nha. Nhấp nhô. Nằm bình thường không? Bình thường hay chúi cái mặt xuống đất? Bình thường. Ủa gì kỳ vậy? Nó fit lại rồi hả ta? Chắc thế quá. Em là bình thường luôn mà. Ủa là sao? Để thử coi. Nó phải cầm như con tôm cơ, nhưng mà nhân vật nữ làm đẹp hơn hay sao ấy? Ừ, đúng rồi. Nhân vật nữ cúi xuống giữa cái bông ra. Coi thấy gì không? Thấy mình chạy như lúc nãy. Chạy như lúc nào? Nhìn ngáo không? Có. Tôi chấm đây. Cầm như con tôm luộc vậy. Nhưng mà em chạy nhanh được anh. Nè. Ừ, em chạy nhanh được á chứ không đi từ từ. Đi làm lại thế nào? Đây là em chạy nhanh được mà. Đâu nè, em vượt mặt nè. Đó, vượt mặt nè. Mọi người móc súng ra đi, em chạy ngang bằng được luôn á. Mọi người móc súng ra đi nè. Móc súng chạy á. Em chạy ngang bằng được nè. Đó là chạy luôn. Ừ, đúng là chạy mà. Hay không mọi người? À kìa. Người đông. Xong rồi, gần xong rồi. Đợi xíu. Ừ. Ừ, đợi xíu tục tưng, đợi xíu. Nghe rồi, kinh. Trời nổi cả giá theo luôn á. Khiếp quá. Kinh khủng. Đợi xíu, tục tưng. Ok. Đợi ra đợi mời nhé. Chúng ta TikTok quân đời. Xong trời mình có rồi. Đúng vậy. Xong trận S này làm cút cái gì mà farm ấy. Ừ, cút quân đàn farm. Xong trận sẽ có cút quân đàn farm nha mọi người. Lỗ mày bắn nhau này.
mọi người ủng hộ cho mình thắng đi nha các bạn. Cổ điện nha, cổ điện 255 nha. Cổ điện 255. Hay, hay Tem ơi. Thằng chết, chết, luôn. Chết rồi, thằng chết nóc chết rồi em. Chết rồi, ok. Còn 2 rồi. Ok. Bẹp nó đi, mèo tức quá. Nó đây này. Vị trí. Từ từ thôi em ơi. Hay, hay Bèo ơi. Còn một đâu, ra đây luôn đi. Ta không có ngán mày đâu. Kìa. Kìa là đâu? Kìa. Anh chơi nó, khỏi bắn, anh chơi nó được nè. Mèo. Bum. Đi rồi, chúng ta đi thôi. Hôm nay có cút tâm cho fan cho mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.